30, Hòa Thượng giảng vào tháng riêng năm 1983. Khi tôi còn trẻ, tôi rất thích thi đấu pháp thuật với ma quỷ. Tôi đấu với bọn chúng cho đến khi toàn bộ quân ma ở khắp nơi họp thành bè lũ đến để đánh với tôi. Tôi gần như nhiều lần bị mất mạng với bọn nó. Vì vậy sau này, dù tôi có quá thích đánh nhau với chúng mấy đi nữa, tôi cũng không dám dùng pháp thuật để đấu với nó nữa. Có rất nhiều loại ma quỷ đến ức hiếp bắt nạt tôi, nhưng tôi luôn luôn thực hành hạnh kiên nhẫn chịu đựng, không biểu hiện sự đối trị nào. Tôi chi phối nó chỉ bằng lòng từ bi, cảm hóa nó thay vì hàng phục nó bằng pháp hàng phục. Tôi nhớ một hôm tại hội đạo đức ở Mãn Châu, chủ nhiệm khoa giảng dạy là từ Quế Lan, có từ 50 đến 60 học sinh trong hội đạo đức này, và một trong số đó bị ma gá cô tử quế lan nghĩ rằng với thẩm quyền của một vị chủ nhiệm khoa giảng dạy cô có thể trừ dẹp được tà ma cô phun một ngụm nước lạnh vào cô bé bị ma gá nhưng ma không đi ma nói được rồi cô muốn trừ dẹp tôi thế thì tôi sẽ gá cô thay thế xem cô làm gì được tôi nào cô bé bị gá liền khỏi bệnh và từ Quế Lan liền bị ma gá vào. Trước đó quả hồng nói rằng ông ta đã dùng phương pháp trì chú vào trong nước rồi phun vào người bị ma gá, người ấy được khỏi bệnh. Có lẽ loài ma quỷ gá vào người ấy thế lực chưa được mạnh lắm nên nó thả ra. Nhưng loài quỷ đang gá vào từ Quế Lan thì không sợ bị phun bởi nước lạnh, nó chẳng ngán tí nào cả. Từ đó, từ Quế Lan bắt đầu phát ra ma khí, vậy nên cô ta không thể làm việc ở hội đạo đức nữa, phải trở về nhà, mà lại theo Quế Nhiễu cô ta đến tận nhà, ném tung gia đình cô ta vào cơn hỗn độn. Nó là loại ma gì vậy? đó là một loại vượn tinh rất lớn. Khi nó đến, nó giao hợp với tử Quế Lan, nó chiếm đoạt thân xác và hành hạ cô ta. Đôi khi nó mê hoặc cô đến mức cô biểu lộ ra, lời nói yêu đương say đắm với nó. Thế nhưng chỉ là tình dục mà thôi. Sau khi nó đã chán, tử Quế Lan bị xuất huyết ở mắt, tai, mũi, miệng. Con vượn tinh đã hút hết tinh lực của cô rồi bỏ mặc cô bị tê liệt cho đến chết. Hội đạo đức phái người đến tu viện để gặp thầy trụ trì, là vị mà xứ Mãn Châu đều biết với danh hiệu Vương Hiếu tử, người con có hiếu họ Vương. Ai cũng đều biết Hòa thượng trụ trì chùa Tam duyên là người có đạo đức cao tột, có thể nhiếp phục loài ma này, nên họ tìm đến ngài tuy vậy ngài luôn luôn yêu cầu tôi đến xem xét mọi sự tình ra sao ngài không bao giờ tự mình giải quyết vấn đề với họ mà luôn luôn phái tôi đi giải quyết bất kỳ tình huống nào xảy ra nơi ấy việc này vẫn thường xảy ra chẳng hạn như khi gia đình cao đức phước ở làng đại nam câu bị quấy nhiễu mà ai cũng biết lần này hòa thượng trụ trì cũng phái tôi đi và tôi lên đường khi họ báo cho con vượn tinh biết có tôi tới quý vị thử đoán nó nói gì à các ông phí công vô ích chẳng làm gì được tôi đâu cho dù các ông có đưa đến được tế công một vị phật sống đến đây cũng chẳng làm tôi sợ nó chẳng sợ gì cả khi tôi đến đó thì con vượn tinh cũng đến tôi cùng nó thực sự đấu pháp sau hai ngày không ngừng nghỉ cuối cùng tôi thu phục được nó người phụ nữ được hồi phục tôi đã trải qua quá nhiều tình huống như thế tôi chẳng muốn dính vào chuyện thế gian nhiều chẳng hạn như tôi thấy một người phụ nữ bị một con đại bàng tinh đang gá vào cô ta khiến đầu cô cứ bị lúc lắc hoài tôi không có dự tính sẽ làm gì về chuyện ấy cả vì sao vì tôi đang tu tập hạnh nhẫn nhục ngay cả dù có ai đại tiện trên đầu tôi tôi cũng sẽ nhận chịu mà không hề nóng giận phương châm của tôi lúc này là không tranh đấu với một ai cả quả hồng tốt hơn hết là ông nên cẩn trọng đừng dính mắc với những rắc rối trong tương lai ít nhất là ông phải có chút ít thiện căn còn không thì con quỷ tinh ấy sẽ dễ dàng gá vào ông đây chẳng phải là chuyện đùa